bật cái script của cái này đây. Đây bật ấn vào A cộng này thì nó có cái chỗ nốt 01 đây rồi. Ok, xong mình sẽ ấn vào đây nhá. Ấn chạy đây này. Bạn để ý nhá. Đấy. Ok, nó tắt đi này, xong nó sẽ lại bật lên nhá. Đấy thì nó sẽ tự làm. Đấy, nó tự bật lên rồi đây này. Đấy, nó sẽ đấy ấn nào rồi nhá. Các bạn chú ý bên này này. Đấy, nó đang nào rồi nhá các bạn nhá. Hello xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Trọng An Tachi đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái game là Knot nhá các bạn nhá. Knot này thì đó là cái game này là của Gami nhá. Và được Binance App đầu tư, và cái chain đào Knot này này đang rất hot sau cái sự kiện của Knotcoin nhé các bạn nhé. Knotcoin cũng là một cái chain đào coin ở và điểm danh hàng ngày ở trên Telegram ấy, và nó đã được nick Binance và rất nhiều cái sàn lớn khác. Thì đây là một cái và tiếp theo đây là một cái dự án đào Knot này này, là một cái dự án rất tiềm năng tiếp theo nhé các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đào Knot bằng script nhé các bạn nhé. Thì nó sẽ tự động đào hết chu trình của nó thì nó sẽ tự động đào lại nhé các bạn nhé. Thì các bạn cứ để cắm máy ở đấy và nó sẽ tự động đào. Và mình sẽ hướng dẫn ở trên các bạn trên đào trên máy tính nhé các bạn nhé. Thì trước đó mình có cái video hướng dẫn ở trên điện thoại thì để mua cho các bạn biết cách làm thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn trên máy tính thì đó là mình sẽ sử dụng cái phần mềm đó là giản lập nhé các bạn nhé. Đây mình đang sử dụng phần mềm giản lập và mình đang sử dụng là ND Braille nhé, Braille 9. Thì các bạn có thể tìm ở trên cái Google nhé. Đây bạn gõ ND Braille này. Đấy thì nó có các cái bản đây này. Đấy. Còn hình ảnh của nó là cái màu vàng vàng đây nhé các bạn nhé. Để mình tìm hình ảnh cho các bạn xem. Ok thì hình ảnh nó là màu vàng vàng này các bạn này. Đấy. Chính ND Braille nhé. Ok thì mình sẽ sử dụng cái giả lập Android này. Thì mình sẽ tạo gần tạo nhiều cái kiểu như nhiều cái máy giả lập với các bạn ở đây này. Thì các bạn có thể tạo cái đầu tiên, sau đó bạn sẽ nhân bản nó ra nhé. Đấy. Ok, sau đó mình sẽ đây mình hãng tắt đi nhé. Bạn sau đó tải một cái giả nhập xong xong bạn sẽ tải Telegram vào nhé. Bạn sẽ đăng nhập cái email vào đây. Thì đây là sử dụng cái hệ điều hành Android nên là bạn sẽ phải cần có một cái email bạn đăng nhập vào đây này thì nó mới tải được nhé các bạn nhé. Bạn phải đăng nhập email và xong bạn sẽ vào chỗ tìm kiếm này này. Bạn tải cái Telegram về đây, mình sẽ tải đấy. Tiếp theo bạn sẽ tải Telegram về nhé. Tải Telegram về thì mình đã tải rồi. Sau đó bạn sẽ đăng nhập vào Telegram thôi. Bạn sẽ đăng nhập vào đây, bạn kích vào đây, bạn mở Telegram ra. Đấy, như đây là cái Telegram của mình. Đấy. Ok, sau bạn có Telegram rồi thì bạn vào cái link con bot này này. Đây, bạn copy cái link con bot này này. Đây mình sẽ kêu copy cái link con bot này. Ok, sau đó bạn sẽ mở cái Telegram ra, xong bạn vào chỗ tìm kiếm này này. Bạn bếp vào đây, xong bạn enter này. Đấy thì nó sẽ ra cái Gami đầu tiên đây nhá các bạn nhá. Gami đầu tiên này này. Đấy, bạn kích vào đây. Đấy, bạn kích vào đây xong bạn sẽ ấn open in app này này, open in app. Đấy. Thì nó sẽ mở ra cái cách đào thì bạn ấn start mining để đào thôi. Còn ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn viết script nhé. Thì bạn sẽ vào cái chỗ số A đây này. Số A cộng cái vòng tròn đây này. Thì nó ghi là ghi chép hành động nhé. Ghi chép hành động thì bạn kích vào đây. Thì mình sẽ viết lại cái script cho nó để nó tự đào nhé các bạn nhé. Đây thì nó sẽ hiện ra cái ghi lại, thao tác ghi lại đây này.
Ok, để bắt đầu ghi thì mình ấn F10 đây nhé. Hoặc là mình kích chuột vào chỗ bắt đầu đây, kích vào đây. Đấy, thì mình sẽ mô tả hành động của nắm đi nắm lại của nó. Thì mình sẽ ấn, ví dụ mình sẽ ấn, khi mà đào xong thì ấn Close App này. Đấy, sau đó mình sẽ lại Open App lên này. Mỗi lần đào xong mình sẽ tắt app đi thì mình sẽ lại đào lại mà. Ok, sau bạn sẽ đợi một lúc, sau bạn sẽ ấn Start Mining ở đây nhé. Start Mining ở đây. Đấy. Rồi, sau đó bạn sẽ ấn Restart Mining. Kích vào đây, Restart Mining. Kích vào đây. Đấy, thì nó tự đào đúng không? Đấy. Ok. Đấy. Ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái script này đi. Đấy, mình sẽ ấn kết thúc này. Đấy. Thì nó sẽ ra cái script mới đây này. Đấy, ví dụ mình sẽ là not nhá. Not 1 đi. Đấy, mình sẽ đây là mình sẽ đặt tên cho nó. Ok, sau mình đặt tên xong mình sẽ vào cài đặt ở đây này. Thì mình sẽ chọn cái vòng lặp ở đây nhá. Thì mình sẽ chọn lặp lại, ví dụ mình sẽ chọn lặp lại 100 lần đi. Đấy, ok. Xong thời gian lặp nhá. Bây giờ mình sẽ tính cho bạn thời gian lặp này. Ví dụ mà mình đào được 87 knot trên giờ mà 25 knot là mỗi lần lượt nhá các bạn nhá. Thì mình sẽ lấy đây, mình sẽ lấy 25 chia cho 87 là sẽ ra số phút một lần. 25 chia 87. Đấy. Đấy thì nó ra là 0,28 giờ. Ok, thì mình tính cho bạn nhé. Thì nó sẽ ra 0,28 các bạn nhân với 60 thì nó sẽ ra 17 phút nhé. Thì ví dụ cái này nó sẽ là đào 17 phút một lần. Nhưng mà nó cái này cũng phụ thuộc vào các bạn. Nếu mà có dép ở đây này, có 17, mình đang có 17 người đào thì tốc độ đào nhanh hơn. Nên là khi mà ít người đào thì nó sẽ tốc độ nó giảm đi ấy. Thì đây là mình tính đại khái là hết khoảng 17 phút. Nhưng mà các bạn nên để như mình thì mình nên để nửa tiếng nhé. Đấy, mình sẽ đợi nửa tiếng. Thì cái 17 ở đây thì nó sẽ tính ra số giây ở đây. Thì các bạn sẽ nhân với cả 60 nữa nhé. 17 nhân 60 sẽ là ra giây. Thì khoảng 1034 giây này. Đấy, thì mình sẽ để ở đây. Mình sẽ để khoảng 30 phút cho các bạn nhé. 6318 à. Khoảng 1800 giây. Mình để khoảng 1500 đi. Đấy. Và tốc độ thì để nhân 1 nhá các bạn nhá. Ok, sau đó bạn sẽ new lại. Đấy, new lại. Rồi. Đấy, vậy đây là cái xong một cái script nhá các bạn nhá. Ok, thì để mà các bạn chạy được nhiều cái tab như này thì bạn cũng sẽ cài đặt cái độ phân giải nó giống nhau nhé các bạn nhé. Bạn vào cái chỗ hình tròn này, đầu tiên này này, bạn chọn cái di động đây, xong bạn sẽ chọn một cái độ phân giải nhé. Thì nó sẽ lấy theo cái tọa độ ở trong này thì bạn phải độ phân giải giống nhau, bạn chọn chạy tab khác cũng thế. Ok, mình sẽ chạy cho một cái tab này nữa nhé. Mình chạy thêm một arc nữa đây này. Đấy, thì mình sẽ bật cái script của cái này lên. Đây, bật ấn vào A còng này. Thì nó có cái chỗ nốt 01 đây rồi. Ok, sau mình sẽ ấn vào đây nhá. Ấn chạy đây này. Bạn để ý nhá. Đấy. Ok, nó tắt đi này. Xong nó sẽ lại bật lên nhá. Đấy, thì nó sẽ tự làm. Đấy, nó tự bật lên rồi này. Đấy, nó sẽ đấy, ấn đào rồi nhá. Các bạn chú ý bên này này. Đấy, nó đang đào rồi nhá các bạn nhá. Đấy, nó đang đào rồi đây. Đấy. Đấy, bên đấy là nó đang đào rồi các bạn ạ.
Ok, thì đấy là mình đã viết xong script rồi nhá. Thì còn đối với mỗi cái bộ mỗi mỗi cái tab này này, một cái app khác nhau thì cái tốc độ đào nó sẽ khác nhau nha các bạn nhá. Đấy, ví dụ như cái này thì nó sẽ là đào một lần được 5 cái token knot này thôi, nhưng mà có 2,5 knot trên giờ đây này các bạn này này. Đấy, thì đào một cái lần này của cái app bên phụ bên này của mình ấy, thì phải mất 2 tiếng các bạn ạ. Đấy. Thì 5 chia 2,5 là bằng 2 giờ một lần. Đấy. Thì các bạn có thể là set cái thời gian ở đây, thời gian lặp lại ở đây này. Khoảng trên cái thời gian của nó nhá. Thì khi mà nó kết thúc ấy thì nó sẽ tự đào lại nhá các bạn nhá. Đấy thì nó sẽ tự đào lại thì mình cứ cắm máy đây và nó cứ đào cả ngày thôi các bạn ạ. Như cái app chính của mình này mình đang đào được 3.000 này, 3.000 nốt này. Còn cái app phụ bên này mình sẽ đào được có 119 thôi này. Vì cái tốc độ đào nó khác nhau nhé các bạn nhé. Ok thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn đào hàng ngày rất là miễn phí nhé. Cái kèo nốt này. Đấy. Cái kèo nốt này ở trên Telegram thì cũng đang rất là hot. Được Binance App đầu tư nhé các bạn nhé. Ok thì sau cái kèo kèo nốt nốt ấy thì nó có kèo nốt đấy, nó tương tự tên tên nó đọc thì khác nhau à, đọc thì nó giống nhau nhé các bạn nhé. Ok thì mình đã hướng dẫn các bạn làm script và cài giả lập xong rồi nhé. Thì các bạn có gì thắc mắc thì hãy comment dưới mô tả video nhé. Các bạn thấy video nó hay và hữu ích hãy cho mình một like, một subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé. Và hãy follow, bật thông báo để cập nhật những cái thông tin mới nhất. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.